Xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Group cũng như quay trở lại với video đánh giá về thị trường hàng ngày của em phát nha thì trước khi bước vào nội dung của video thì anh chị có thể để cho em xin một like một share và đăng ký kênh ngoài ra chưa có đơn tín hiệu có thể quét mã qr hoặc vào đường link mô tả dưới video để vào đơn tín hiệu anh em ITB cùng đồng hành và hỗ trợ cho anh chị tốt hơn trong thời gian sắp tới thì hôm nay phiên giao dịch đáo hạn phái sinh ngày 16 tháng 5 và niên có một phiên hồi phục tương đối là tốt ha và đến tăng 14.39 điểm lên 1268.78 với thành khoản là 22.694 tỷ. Với thành khoản này cũng là một thanh thành khoản trung bình tương đối như những phiên gần đây. Điều này cho chúng ta thấy rằng thị trường đang có những cái dòng tiền tiếp tục quay trở lại, tiếp tục hưng phấn và có cơ hội tiếp diễn cái đà hồi phục trong thời gian sắp tới nha. Rồi thì hôm nay thì số mã cổ phiếu tăng là 300 mã, giảm là 129 mã cho chúng ta thấy là à, những cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư đang bắt nhịp trong giai đoạn này. À VN30 thì trong phiên hôm nay cũng tăng 18.3 điểm ha, lên 1308.27 điểm. Với thanh khoản là 10.141 tỷ thì nhìn về độ VN30 thì trong phiên hôm nay có cái phần thứ nhất là cải thiện về thanh khoản nè. Tiếp theo nữa là à, những mã cổ phiếu tích cực hàng đầu như là những mã cổ phiếu như TCB, HDB, CTG, tvb MBB, SHB. Thì à, chúng ta thấy những mã cổ phiếu về nhóm ngân hàng. Một số mã cổ phiếu nhóm ngân hàng đang đóng góp tích cực ở trong phiên hôm nay điều này cũng khá là tốt nếu mà nhóm ngân hàng hồi phục thì sẽ có những cái cơ hội để dẫn dắt thị trường trong những trong thời gian sắp tới ha. Rồi hôm nay thì có những mã cổ phiếu à, à, tiến trận chụp phiên như là TV2, CIC, LPB Rồi hôm nay những mã cổ phiếu đóng góp tích cực hàng đầu về khối lượng giao dịch như là THB, nè, MBB, ACB, VIX, TCB, VFB, DG. Rồi hôm nay thì dòng tiền mua vào thì 116.518 tỷ, bán ra thì 3.173 tỷ, không đổi là 942.5 tỷ ha. Về khối ngoại thì trong phiên hôm nay, hai à, phiên hôm nay tôi chưa cập nhật nha. khối ngoại trong phiên hôm nay à, giao dịch mua rồng giá trị mua rồng là 6.300 tỷ à thờ cái cái, cái cái chỉ số quá thấp cho nên là không có đánh giá được à, rồi hôm nay thì khối ngoại tham gia tiếp tục là MWG 210.98 tỷ NLG STB BID TCB HCG FRT VNM bán ra hàng đầu như VHM PVD MBB CTG ha về cái khối tự doanh thì trong những viên gần đây cũng đã tiếp tục tham gia mua vào trở lại rồi những ngành nghề thì những mà cổ phiếu nhóm ngành nghề thì cũng à, à, tương đối khá đồng thuận các nhóm cổ phiếu ha. rồi hôm nay thì tích cực thì những mã cổ phiếu à, có những thanh khoản à, khối lượng tích cực hàng đầu này, như thì mbb acb hbg thì à, nhóm thép hpg trong phiên hôm nay cũng đã có những dấu hiệu tiếp tục vượt lên vượt đỉnh của trong à, chung và dài hạn rồi ha điều này có những cái à, sẽ có khả năng tiếp diễn đà hồi phục trong thời gian tới nha rồi chúng ta cùng đánh giá về xu hướng của thị trường chung thì à, trước tiên nhìn chung về vn index ở trong cái à, nhịp à, dài hạn cũng đang có một cái sự hồi phục chung hạn cũng đang hồi phục khá tốt và tích cực hơn giữ được trên cái biên hỗ trợ vùng kháng cự quanh 1230 hai và đã tạo thành một cái biên hỗ trợ rất là tốt trong giai đoạn này thì theo em thì uh, khả năng trong trung hạn vẫn có cái cơ hội tiếp tục hồi phục lên bởi vì biên trên hiện tại đang khá là thông thoáng không có những gì uh, không có những vùng cản ha rồi nhìn về cái khung uh, đồ thị ngày của vn index thì như dưới đó em đã có vẽ một cái xu hướng chia sẻ trong giai đoạn này khả năng vn index nó sẽ tiếp tục rướng lên đâu đó là lanh quanh cái mức gần một và nó dặn co tích lũy trở lại một nhịp để nó một là nó test lại cái vùng uh, À, trên giảm nè hai nữa là nó sẽ lấy lại vùng cân bằng bởi vì hiện tại cho chúng ta thấy những sự cân bằng ở trong cái khung đồ thị ngày đó đang có những sự mất cân bằng đâu đó là khoảng 3 phiên nữa tức là đến giữa tuần này ở à, giữa tuần sau thì sẽ có cái cơ hội tiếp tục hồi phục ha quan trọng là trong à, trong phiên cuối tuần và những cái phiên tiếp theo có những cái diễn biến mạnh hay không hay là chỉ lấy về cái biên hỗ trợ quanh mươi lên quanh cái vùng này à, thì có thể nó sẽ tiếp tục hồi phục Tuy nhiên theo em với cái cái, cái, cái sự hưng phấn phô mô của thị trường như trong hai phiên gần đây thì à, theo em thị trường sẽ không không cần phải giảm quá nhiều, có thể là chỉ có những cái sự giằng co tích lũy trở lại một nhịp và tiếp tục hồi phục kéo lên thôi. Thì trong hôm phiên hôm nay cũng có khá nhiều những mã cổ phiếu tiếp tục vượt lên, vượt đỉnh cho chúng ta thấy là à, thị trường đang rất là hưng phấn ha. Rồi tiếp theo đánh giá thêm về cái góc nhìn ngắn hạn của VN Index thì hiện tại VN Index ở trong cái khung giờ đang có những nhiều phục hồi khá tốt ha vượt ở trên những vùng kháng cự hết rồi và như vậy thì hiện tại đang có cái biên hỗ trợ quanh 1.256 ha đây là cái biên hỗ trợ gần nhất 1.268 và có thể nó sẽ dao động nếu như không vượt đỉnh thì nó sẽ có thể dao động quanh 1.256 và sẽ tiếp tục hồi phục kịch bản xấu nhất xảy ra mất 1.256 thì sẽ quay về cái biên bên dưới quanh 1.245 cộng trừ luôn vùng này tức là có những cái biên hỗ trợ vùng may đỡ giá thì à, theo em thị trường sẽ chưa có những gì rủi à, ro trong giai đoạn này những à, lúc dàn co tích lũy sẽ là cái cơ hội cho anh chị tham gia gom hàng và đón nhiều trong thời gian sắp tới thôi và cái kịch bản tích cực hơn của vn index thì theo em đánh giá đâu đó khoảng 4 phiên nữa nha từ 4 cho đến là 7 phiên nữa sau cái nhịp này 4 đến 7 phiên nữa thì khi đó là đến cái giai đoạn là à, những cái tên can khi vui bắt đầu gần sát nhau và nó tích cực ở trên vùng này giữ được trên biên hỗ trợ thì sẽ có cái cơ hội ủng hộ kéo cái à, vùng giá lên tiếp tiếp diễn một cái đà hồi phục ha rồi chúng ta đánh giá thêm những cái góc nhìn khác về cái xu hướng của phần INDET ở trong giai đoạn này thì à, trước tiên đánh giá về cái xu hướng dài hạn thì cũng đang trong một xu hướng tăng và tích cực hơn giữ được trên những cái biên hỗ trợ đường ma 20 và đang hướng lên tiếp cận cái vùng Bollinger Band bên trên, đâu đó lên quanh vùng 1305 nha. rồi đánh giá về cái khung đồ thị ngày cũng đang khá là tích cực, giữ được trên cái à, vùng à, MA 20 MA 50 và đang hướng lên tiếp cận cái vùng Bollinger Band bên trên của khung ngày. Như vậy thì có thể nó sẽ sau khi nó phá vỡ cái vùng kháng cự, vùng trên giảm thì nó rướng lên tiếp cận vùng đỉnh trước và những cái à, vùng Bollinger và nó tiếp tục nó tích lũy trở lại một nhịp thì đây sẽ là cơ hội cho anh chị tham gia để đón thời gian sắp tới tuy nhiên cái cơ hội này thì nó không phải như là cái giai đoạn hôm trước giai đoạn nhịp trước thì nó có một cái vùng nền nó bó chặt và nó tích lũy bùng nổ thì nó sẽ đi rất xa còn giai đoạn này thì nhìn thấy cái giai đoạn nó đang đang có sự mất cân bằng cũng tương đối là lớn cho nên em đánh giá có thể là nó sẽ rướng là một nhịp sau đó dằn co tích lũy để lấy lại những cân bằng và sẽ tiếp tục hồi phục thôi tức là những sự tích lũy trong một xu hướng tăng rồi tiếp theo đánh giá về cái khung uh, một giờ ngắn hạn hơn thì như anh chị thấy trên biểu đồ thì hiện tại là vùng Bollinger Band đã hoàn thành lấy lại những cái sự trung bình và tiếp tục kéo lên ha bùng nổ lên như vậy thì đã giữ được trên những viên hỗ trợ MA20 MA50 như thế này và những chỉ báo RSI hay là chỉ báo dòng tiền thì cũng đang cho chúng ta thấy như một cái trạng thái trung lập thôi Tuy nhiên cái điều tích cực hơn thì chỉ báo ADX đang có những dấu hiệu hướng lên rồi có thể nó sẽ ủng hộ cho đà tăng tiếp diễn nhìn về cái khung đầu thị này thì à, à, về chỉ báo ADX hiện tại nó cũng đang có những dấu hiệu là um, chỉnh lại cái bắt đầu dần dần vẽ ngang nha dần dần vẽ ngang điều này cho chúng ta thấy cái sự hưng phấn của thị trường bắt đầu trở lại và có thể nó sẽ ủng hộ cho cái đà tăng trong thời gian sắp tới trước tiên là khung ngắn hạn đã cho chúng ta thấy một cái sự hồi phục rồi Có cho chúng ta thấy một sự hồi phục ở từ ở phiên hết phiên hôm qua ha, là đã có cho chúng ta thấy một sự bắt đầu là chỉ báo là ADX bắt đầu là kéo lên bùng lên rồi ha rồi như vậy thì hiện tại những cái chỉ báo như là RSI hay dùng tiền MV cũng đang có một cái trạng thái trung lập thôi điều này thì theo đánh giá thì vẫn làm những cái trạng thái dàn co cho tích lũy trong giai đoạn này chứ chưa phải là những cái cái sự phân quen kỳ hay là những sự quá mua trong giai đoạn này ha cho nên nhìn chung góc độ của thị trường chung thì đánh giá trong giai đoạn này vẫn còn cơ hội tăng tuy nhiên trước khi tăng thì có thể nó sẽ có những cái sự giàn co tích lũy trở lại một nhịp và biên hỗ trợ gần nhất lên quanh 1250 1252 thì à, nếu có những sự giàn co tích lũy sẽ là cơ hội cho anh chị gom hàng đón những nhịp phục hồi trong thời gian sắp tới thì hôm nay em có những cái mã cổ phiếu về nhóm ngành chứng khoán hôm nay cũng có tiếp tục vượt ở trên vùng nền như là cổ phiếu ở đây anh chị quan tâm thì có thể là tham gia lấy vị thế đâu đó là lên quanh vùng giá hiện tại 30 mô 36.1 36.2 lên quanh vùng này đâu đó là lấy trước nó 30 đến 50 phần trăm tỷ trọng lấy vị thế sau khi hàng về an toàn giữ được trên biên hỗ trợ tốt thì anh chị có thể tham gia thêm phần còn lại theo đánh giá về đất ai đâu đó khoảng 5 phiên nữa 5 đến 8 phiên nữa sẽ có cơ hội cơ hội hồi phục khá là mạnh trong thời gian sắp tới nha rồi đó là những cái chia sẻ và nhận định đánh giá và xu hướng thị trường cũng như là chia sẻ nhưng mà cổ phiếu cho anh chị tham khảo để có những cái hướng đầu tư trong thời gian tới ha rồi xin chân thành cảm ơn quý chị nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.